Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Ở trên màn hình của quý vị và các bác đây, thì đây chính là cặp loa bãi xịn của Mỹ, đó chính là JBL KI512. Vâng, dòng KI512 này thì như quý vị và các bác chúng ta cũng đã biết rồi, từ kép không xưng đúc và đèn logo không phát sáng, bởi vì đây là những dòng loa mà được sản xuất trước năm 2016. Và đến cuối năm 2016 thì tất cả nhà máy JBL ở bên Mỹ đã chuyển nhà máy sang bên China, đã chuyển giao công nghệ và chuyển giao con người, chuyển sang bên Trung Quốc. Và đó là công ty Hetman. JBL của Hetman và đã sản xuất những dòng KI512 và những dòng loa khác ở trên đất nước của Trung Quốc. Và đó là hàng mới. Như quý vị và các bác chúng ta có thể thấy là ở trên thị trường là có những dòng loa KI512 mà đèn logo phát sáng, quý vị nhé, đèn logo phát sáng và có tem của 3 sao. Đấy, có tem nhập khẩu của chính hãng của 3 sao. Thì đó là những cặp loa mà được sản xuất tại Trung Quốc. Cụ thể đó là công ty Hetman ở bên Trung Quốc, quý vị nhé. Còn đây là những hàng bãi xịn của Mỹ. Hàng bãi xịn của Mỹ. Dòng này thì không đèn. Dòng này không đèn. Khung xương đúc và tư kép. Chất âm thì trên cả tuyệt vời luôn rồi. Rất là chi tiết các bạn nhé. Chất âm rất là chi tiết. Cặp loa này thì một thùng loa thì nó cũng vẫn được trang bị là một bát 30, một ôm chung và một chắp kèn ở đây. Đấy. Và KI512 này thì lỗ thông hơi của nó là nằm ở mặt bên, quý vị nhé. KI512 lỗ thông hơi nằm ở mặt bên. E căng thì như quý vị và các bác chúng ta có thể thấy là một bên là e căng vải lụa này, còn một bên là e căng thép không dỉ. Còn ở giữa đó, ở giữa e căng thép không dỉ và e căng vải lụa thì các bác có thể nhìn thấy đây là tấm Mica. Mica được thiết kế với logo 3D JBL đây quý vị nhé. Rất là đẹp, rất là chất. Cặp loa này chúng ta có thể để nằm như thế này, để đứng lên hoặc là các bác có thể treo lên thì đều được các bác nhé. Đấy. Và cặp loa này thì hiện tại là bên Cốc Cốc Audio chúng em là đang để quý vị và các bác giá là 4.500.000 đồng. Đã bao gồm phí vận chuyển và bác nào mà chưa có dây thì bên em sẽ tặng kèm dây loa cho quý vị và các bác. Cặp loa này là cặp loa đa năng cho nên là chúng ta có thể chơi được tất cả các thể loại nhạc. Rồi là chúng ta hát karaoke, nghe nhạc, xem phim. Đấy, âm thanh rất là sống động. Giá thành thì rất là rẻ, đúng không ạ? Và cam đoan đảm bảo với lại quý vị và các bác là những cặp loa JBL KI512 này hàng nguyên zin xịn và chưa đụng chạm gì quý vị nhé. Và bác nào mà yêu cầu bên em vệ sinh sạch sẽ lại bên trong lẫn bên ngoài thì bên em sẽ vệ sinh lại, còn nếu mà các bác mà không yêu cầu thì bên em cũng chỉ gọi là lau chùi sạch sẽ ở bên ngoài chút xíu thôi các bác nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc rumba, quý vị và các bác chúng ta cùng lắng nghe và chúng ta cùng cảm nhận chất âm của cặp loa hàng bãi xịn của Mỹ JBL KI512 quý vị nhé.
vâng, vừa rồi em đã test thử một đoạn nhạc Roomba bằng chính cặp loa JBL KIN12 này. Quý vị và các bác chúng ta có thể nghe thấy là cái tiếng bass của nó rất là chắc tròn và sâu tiếng đúng không ạ? Còn cái âm chép thì này tanh tách luôn. Vâng, cặp loa này chỉ có 4.500.000 đồng. Vâng, rất là khó tin đúng không ạ? Quý vị và các bác chúng ta đang tham khảo những dòng loa bass 30 hoặc là chúng ta đang tham khảo những cặp loa JBL KIN12 này thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.